Wow. Ơi, các em có nhớ là hôm trước khi mà chị Kimber và anh Abdi dắt các em đi cái tiệm Sugar và ở trong đó có bán rất là nhiều bánh kẹo luôn, giống như là thiên đường đồ ngọt vậy đó các em. Và còn có bán cả kẹo mút, có bọ cạp ở trong đó nữa, bọ cạp thiệt luôn. Những em nào mà chưa xem cái video đó thì chị Kimber sẽ để trong phần bình luận nha. Gì nữa? Còn ở chỗ này thì người ta bán những cái loại bánh kẹo của Nhật Bản này các em. Các em nhìn thấy. Các em ơi, và khi mà chị Kimber vào trong đó thì có phát hiện ra có bán một cái loại bánh mà chị Kimber vô cùng thích luôn. Đó chính là Pocky, và chị Kimber đã có mua một bịch, một hộp, một hộp nè. Cái này thì có rất là nhiều những cái mùi vị khác nhau mà chị Kimber chọn cái mùi Cookie and Cream. Nhưng mà đây không phải là cái mà chị Kimber nói tới. Cái chị Kimber nói tới là cũng là Pocky luôn nhưng mà một phiên bản khổng lồ. Và chị Kimber đã mua cái Pocky đó rồi các em. Ngày hôm nay chị Kimber sẽ cùng với các em chúng ta hãy cùng mở ra và trải nghiệm cái bánh Pocky khổng lồ này nha. Ok, chị Kimber không nói nhiều nữa vì chúng ta hãy bắt đầu cái video này thôi. Các em ơi, các em đã ăn bánh Pocky chưa? Chắc là các em đã ăn rồi ha, nó rất là ngon luôn. Chị Kimber chọn cái nhỏ này là có mùi vị cookies and cream. Đó, cookies and cream này các em, giống như là cái loại slam mà hôm trước chị Kimber làm luôn. Còn ở đây nè, Slumber Cookie and Cream. Và ngày hôm nay chị Kimber sẽ ăn thử cái này. Và bây giờ thì chị Kimber sẽ lấy cái bánh khổng lồ từ trong cái bao này nha. Cái bao này ngày hôm trước, những cái hôm trước đó chị Kimber có mua một số cái loại bánh kẹo rất là lạ, rất là ngộ luôn. Các em đừng quên bấm nút đăng ký và xem video của chị Kimber vào lúc 4 giờ chiều mỗi ngày nha. Chị Kimber sẽ ăn thử những cái loại bánh kẹo rất là lạ ở trong này ra. Nhưng mà bây giờ chị Kimber sẽ lấy cái bánh khổng lồ ra cho các em xem. Các em đã sẵn sàng chưa? Ta-da! Wow, khổng lồ luôn các em. Các em nhìn xem hai cái nè, cái này nhỏ xíu luôn, còn cái này thì rất là to. Đó, các em thấy cái này quá khổng lồ luôn. Wow, các em thấy nó có to không nè, cái này thì bé xíu luôn, còn cái này thì phải nói là khổng lồ luôn á. Wow, cái này thì là cookie and cream, còn cái này thì có mùi hương dâu này các em. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Wow, đây là sản phẩm của Nhật nha các em. Chị Kimber rất là hào hứng để ăn thử. Nhưng mà trước khi ăn thử cái này thì chúng ta sẽ ăn cái này trước. Chị Kimber rất là thích cái mùi vị này luôn đó. Các em đã ăn bánh này chưa? Các em đừng quên nói cho chị Kimber biết nha. Và các em thích nhất là ăn cái mùi nào? Thèm quá, muốn chảy nước miếng luôn. Wow, cái bao bì nó rất là dễ thương này các em. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở ra thôi. Wow, cái em ơi, thơm quá đi, thơm mùi sữa đó, thơm mùi sữa và nó rất là ngọt luôn. Đây nè, chị Kimber sẽ lấy hết ra cho các em xem luôn nha. Các em biết sao không, lúc mà chị Kimber ăn cái này với lại em của chị Kimber đó là thường giỡn là cái này nó giống như là cây nhang vậy đó các em. Wow, các em hãy nhìn xem. Wow, ngon quá đi. Ở trong này có mấy cây nhỉ? Ở trong này có mấy cây, người ta không có để mấy cây nhưng mà rất là nhiều luôn. Bây giờ chị Kimber sẽ ăn thử một cây. Cookie and cream có nghĩa là cái bánh cookie đó các em, còn cream là cái giống như là kem gì đó. Wow, ngon quá đi. Ở bên trong á là nó rất là giòn luôn, giống như là cái bánh biscuit đó các em. Bánh gì nhỉ? Bánh quy hả? Chị Kimber không biết tiếng Việt Nam gọi là bánh gì nữa. Rất là giòn. Còn bên ngoài thì người ta có phủ một cái lớp kem, mà còn có những cái vụn bánh cookie nữa đó các em. Ngon quá đi. Wow, chị Kimber siêu thích ăn bánh này luôn.
giòn quá. Nếu mà chị Kim Bơ không có đang quay video cho các em xem thì chắc là chị Kim Bơ sẽ ăn hết cái bịch bánh này luôn. Nhưng mà nhân vật quan trọng của chúng ta ngày hôm nay đó chính là bánh Giant Cookie này đây. Wow, khổng lồ luôn các em. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra nha. Không biết trong này có mấy cây nữa. Hình như 15 cây. Nó có ghi số 15. Đó, nó có ghi số 15 này các em. Nhưng mà 15 gì chị Kim Bơ không biết nữa. Tại vì chị Kim Bơ không có biết tiếng Nhật. Wow. Các em nhìn xem, ở bên trong nó không có giống như cái này. Nó có những cây như thế này nè các em. Trời ơi, dễ thương quá đi. Các em ơi, nhìn xem nè, mỗi cây thì nó có bao viên hết luôn. Và cái cách trang trí thì rất là đẹp luôn. Có rất là nhiều trái dâu. Wow, đẹp quá, chị Kim Bơ thích quá đi. Màu hồng rất là xinh và còn kết hợp với màu đỏ nữa. Để xem có đúng 15 cây không nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 15 cây đúng luôn. Wow, thích quá đi. Các em ơi, vậy thì các em ở đây chị Kim Bơ sẽ chia cho mỗi em một cây. Cái này mà gửi về Việt Nam là chắc là sẽ gãy hết. Bây giờ thì chúng ta hãy mở ra và ăn thử nha. Wow, chị Kim Bơ hào hứng quá đi, đang đói bụng nữa chứ. Em ơi, to đùng luôn. Để chị Kim Bơ so sánh với cái cây bên đây nha. Cây bên đây quá thì ốm luôn các em, còn cây bên đây thì mập nè. Đó, các em hãy nhìn xem, một cây thì rất là mập luôn, còn một cây thì rất là ốm, nhưng mà hai cây đều dài, cây này thì dài hơn. Wow, để chị Kim Bơ ngửi xem nha. Thơm quá, thơm mùi dâu quá các em, thơm cực kỳ thơm luôn, thơm mùi sữa dâu. Cái này thì thơm mùi sữa tươi và nó có vị rất là ngọt, còn cái này thì cái vị nó không có, cái mùi hương đó các em, nó không có giống như là quá ngọt, nó hơi ngọt ngọt thôi nhưng mà nó cũng có cái hương chua nữa và rất là thơm. Bây giờ thì chị Kim Bơ sẽ cho vào miệng và ăn thử nha. Chị Kim Bơ thấy đó, cái này thì nó giòn hơn rất là nhiều luôn. Khi mà chị Kim Bơ cắn một cái thì nó ra ngay, và khi mà chúng ta nhai đó các em, nó giòn tan luôn, giòn hơn cái này luôn á. Chắc là chị Kim Bơ nghĩ cái bánh to như thế này thì cái bánh biscuit ở trong nó rất là nhiều cho nên nó mới giòn tới như vậy. Còn cái cream mà bao bên ngoài đó thì nó không có quá ngọt như là cái bánh nhỏ này, mà nó có hương, cái hương vị dâu, nó hơi chua chua đó các em. Ngon quá đi các em. Ngon quá à. Để chị Kim Bơ, chị Kim Bơ sẽ ăn thử cái này lần nữa nha. Các em biết sao chị Kim Bơ hồi nãy cười không? Tại vì chị Kim Bơ sẽ trộn hai cái này lại ăn chung. Ăn chung cũng rất là ngon. Chị Kim Bơ ngồi đây ăn một mình cũng hơi buồn. Các em cắn một miếng nè. Cắn đi. Phải chị, các em có ở đây ăn với chị Kim Bơ. Ngon quá em. Đây là một trong những loại bánh mà chị Kim Bơ yêu thích nhất luôn. Các em thích nhất là bánh nào? Các em nhớ để dưới bình luận cho chị Kim Bơ biết nha. Ô, nhưng mà chị Kim Bơ quên so sánh cái giá nha. Giá thì cái này chị Kim Bơ mua ở cái chợ bình thường thôi,
Thì ở trên cái tiệm đó thì nó bán hơi mắc đấy các em. Nó bán là như 4 đô lận. Cái này thì khi mà chị Kimber mua ở ngoài đó, 4 đô là nhiêu ta? 4 đô là gần 90 ngàn đó các em. Nhưng mà khi mà chị Kimber mua ở ngoài, ở những cái chợ bình thường, những cái siêu thị bình thường thì nó chỉ có 2 đô thôi. Là 40 mấy ngàn thôi. Ở trong cái tiệm này bán quá mắc luôn. Và bây giờ chúng ta hãy xem cái giá của cái khổng lồ này nha. Trên này nó không có ghi. Chị Kimber quên là cái này người ta bán nhiêu rồi. Để xem còn có cái hóa đơn không. À, may quá chị Kimber còn giữ hóa đơn nè. Hôm đó chị Kimber đi mua 55 đô luôn, là khoảng 1 triệu 200 ngàn tiền Việt Nam. Nè, chị Kimber sẽ cho các em xem và chúng ta sẽ tìm giá nha. Nó có ghi nè, 55 đô mấy mấy đó. Bây giờ thì chúng ta hãy xem cái pocky này nó bao nhiêu tiền nha. Pocky, cho em pocky 19 đồng 99. Ở bên này cái gì cũng 999 hết các em, người ta không làm cho 20 luôn mà còn 19 đô 99 nữa. Đây là các em không biết nhỏ với các em có thấy hay không nữa. 19 đô 99 nè. 19 đô 99. Nếu mà tính thuế vô luôn là cũng hai mươi mấy đô. Để chị Camper xem, 19 đô 99 là khoảng 460 ngàn tiền Việt Nam. 460 ngàn, các em thấy có mắc hay rẻ hay là bình thường? Chị Camper thấy nó hơi mắc. Nhưng mà cái này không phải là chúng ta ăn mỗi ngày mà là lâu lâu chúng ta mới mua để trải nghiệm thôi. Cho nên cũng ok, chị Camper mua cũng thấy rất là đáng tiền. Tại vì có thể review cho các em xem. Còn một miếng nữa chị Kimber sẽ ăn hết luôn nha. Chỉ còn tới 14 cây. Cái này chị Kimber phải chờ anh ấp đi về, cho anh ấp đi một nửa nè, cho chị trợ lý nữa. Anh ấp đi rất là thích ăn đồ ngọt luôn, cho nên anh ấy sẽ rất là mừng. Và chị Kimber phải chờ anh ấp đi có thời gian rảnh, chị Kimber sẽ quay cái video này cùng với anh ấy. Tại vì anh ấp đi thì phải nói là siêu thích ăn đồ ngọt. Các em ơi, bây giờ thì chị Kimber sẽ ăn hết cái bánh này thôi. Tại vì chị Kimber rất là thích cái cookie and cream. Chị cảm ơn các em rất là nhiều đã dành thời gian để cùng chị Kimber trải nghiệm cái bánh cookie khổng lồ này nha. Các em có thích cái bánh này không? Và các em đừng quên cho video này một like thật to. Và đừng quên bấm nút đăng ký. Và xem video của chị Kimber mỗi ngày vào lúc 4 giờ chiều nha. Ok, chị Kimber tạm biệt các em. Yêu các em rất là nhiều. Bye bye.